3D hay Bà Trưng. Và các bạn thấy cái backdrop phía sau, hôm nay là buổi ra mắt cái sản phẩm DC Backdrop cái đáp có đa chức năng. Backdrop là lấy tên của Béla Backdrop, một nhạc sĩ cổ điển nổi tiếng người Hungary. Và các bạn thấy đây là cái sản phẩm backdrop nằm ở trên cùng của cái kệ máy. Cấu hình được sắp xếp ngày hôm nay là cái đáp backdrop này sẽ nhận tín hiệu số và sau khi giải mã xong thì chuyển qua một bộ preamply của Dan Agostino và hai cục power. Các bạn nhìn thấy hai cục power nó nằm hai bên đây là cũng đều là Dan Agostino cả. Đấy. Thì đây là một trong, có thể nói là cái đáp backdrop này là một trong những cái sản phẩm mà mới nhất của DCS hiện nay. Và cái backdrop này mặc dù nhìn cái hình thức nó rất gọn gàng với một cái kích thước có thể nói là so với các cái sản phẩm của DCS khác thì nó rất gọn, tuy nhiên ẩn chứa bên trong của nó tôi nghĩ là sẽ gồm rất nhiều những cái công nghệ mà tiên tiến, nó xứng tầm với cả những cái sản phẩm mà của DCS đã sản xuất ra và đã xây dựng được một cái tên tuổi thương hiệu có thể nói là đứng đầu thế giới hiện nay về công nghệ giải mã số. Thực ra thì DCS muốn ra cái sản phẩm backdrop để tiếp cận được nhiều người yêu nhạc hơn nữa. Và có hai phiên bản là không headphone dành cho các audiophile và phiên bản có headphone dành cho những cái ngoài hi-fi ra còn có cho những người gọi là hiện nay một trào lưu mới là headphone. Thế thì cái tính phổ thông hơn, cho nên là có thể nói là đây là một cái phiên bản mà hợp lý về giá nhất của DCS. Tuy nhiên nhưng mà vẫn mang trong mình cái như body AC là của Vivendi. Body AC. DCS phải nói là cũng rất là vẫn giữ một cái bản sắc về đảm bảo cái chất lượng. Thế còn có thể có một sự thay đổi về nguồn. Tức là làm đơn giản bớt để đơn cho nó hạ giá thành thôi. Chứ thành còn thôi. Cái cốt lõi, cái cốt trái lõi. Tim của nó thì vẫn là ring đắt từ các cái Rossini rồi Vivendi đưa vào. Tức là những bo mạch vẫn là như vậy. Và thực ra mà nói là có rất nhiều cái bo của Rossini. À. Rossini là anh biết là cái sản phẩm đứng thứ hai. Vâng. Sau Vivendi. Yeah. À. Cho nên là đây là cái thực ra đây là một cái sự sắp xếp của DCS. À. Mà rất là khó, mình biết được cái high end là vấn đề giá trị. Yeah. Làm sao mà để cho nó hợp lý nhất nhưng mà âm thanh phải là tốt nhất. Vâng. Thì thằng Batoc đã đạt được những điều đó. Vâng. Đối với DCS. Vâng. Cảm ơn anh Thạch, đúng là những câu hỏi rất là hay. Vì thực sự mà nói thì như anh Thạch biết là cái DCS cũng đúng là làm ra là để dành cho những cái giới chơi hen ở tầm cao, tức là ultra hen. Và đặc biệt khi nói đến DCS thì người ta thường nghĩ đến những cái dòng cao cấp như Vivendi, Scotty ngày trước chẳng hạn. Và trước cái kỳ vọng của khách hàng không với tới và cái phân khúc tầm trung không chưa có, đâm họ ra được một cái sản phẩm mới nhất là DCS headphone ba tấc và cái DCS thường để đáp ứng được cái tầm tiền trong tầm rơi vào khoảng 300 triệu. Vâng. Thì có thể cạnh tranh được với những hãng như Chọc này hoặc là những cái hãng mà khác họ làm tầm tiền như Nêm, Chọc gì đó vân vân. Thì để ra được, nhưng anh phải nhớ rằng là cái ba tấc ấy họ lại lấy cái ruột của Vivendi cho vào đó, nên vâng. Thực sự là họ muốn hạ giá thành sản phẩm xuống để họ bán. Vâng. Thì buộc họ phải ra một cái tên khác. Vâng. Và rất dễ dàng kết nối, mà chúng ta có thể nghe thử thì thấy là hình thức đúng là và cái chất lượng nghe thì rất là đa năng, và từ Spotify, từ Tidal, từ Ornat, từ AirPlay vân vân thì rất là tốt. Thế thì nếu mà muốn khi mọi người mà chơi cái đó mà muốn nâng cao lên một chút nữa thì có thể nghe thêm cái ổ một cái đầu clock nữa của Rossini, cái đồng bộ thì rất là hay. Thì tôi nghĩ là mỹ mãn, thì tôi hy vọng rằng là trước mắt thì chúng tôi đã cũng có khoảng 5 đơn đặt hàng từ Sài Gòn, đặt hàng trước khi về đấy. Đặt hàng trước khi về. Ừ, thì họ cũng rất là kỳ vọng đấy. Order như đấy. Thế tức là cũng rất triển vọng. Quan tâm đấy, rất có triển vọng. Vâng, vâng. Và nhiều người cũng wow, sao nghe hay này. Nếu mà tôi nghĩ tôi bịt lại thì có khi tưởng đây là Vivendi, nhưng mà DCS. Và tất nhiên thì chúng ta phải nói rằng là nhiều khi anh cũng đừng nghĩ rằng là cứ chơi Vivendi là hay hết, vì Vivendi nó cũng phải matching với những bộ dàn rất lớn, những bộ dàn nhỏ thì nó không ra được. Thế nên tôi nghĩ rằng cái này là sẽ rất tốt cho thị trường và ai cũng là một cái luồng gió mới để cho những dân chơi high end hoặc cái tín đồ audiophile có thể coi như tiếp cận được.
Và đặc biệt là anh biết là bây giờ số đang có vẻ lấn lướt cho CD, thì tôi hy vọng rằng là làm cái này thì có thể là những người mà có nhiều âm thích mà về âm nhạc mà không có điều kiện để mua CD, đĩa than, băng cối gì đó vân vân thì có thể tiếp cận với mọi nguồn nhạc với giá thành rất là rẻ với cái nguồn. Tôi nghĩ là cái hướng đi của DCS chẳng hạn như đối với sản phẩm này, xét về mặt thị trường không phải riêng ở Việt Nam đâu anh, mà kể cả trên thế giới, tôi cho rằng là cái khoảng giá này là cái khoảng giá phù hợp. Chứ còn thực ra những sản phẩm kia nó là tiền tỷ sẽ rất khó tiếp cận. Nhưng mà cái sản phẩm này ở cái mức độ dù sao nó vẫn còn cao nhưng giữ được cái chất lượng của DCS mà trong một cái tầm giá này thì là rất hợp lý. Thôi xin cảm ơn anh Hà. Cảm ơn anh Thạch nhé.